Chào tất cả mọi người nhé. Video này mình sẽ sửa chiếc máy xay thương hiệu Bose này. Có một cái bạn ở rất là xa, tận cách nhà mình 75 km, bạn mang nhờ mình sửa các bạn ạ. Bạn ấy mua được, có dùng được một thời gian thì nó bị lỗi là bật on đây này, thì nó cứ nhấp nháy cái đèn đỏ thôi chứ nó không cho phép chạy. Thì có soi thông số nhà sản xuất thì là bảo cảm biến cái gì ấy. Nên video này mình sẽ thử tháo ra xem nguyên nhân của nó là bị như nào nhé. Mình sẽ cho chúng ta tham khảo nhé. Và mình hay để những cái video mình sửa thiết bị là tựa đề model của thiết bị ấy, để bạn nào mà sau này có gặp ấy, thì có thể là tham khảo được nhé. Mình hay để như vậy các bạn ạ. Đây là tổng tất cả các đồ của nó trong một cái hộp này các bạn nhé. Xay như xay sinh tố này, còn xay trộn gì nữa thì mình không rõ này mọi người ạ. Và mọi người nhìn thấy lúc đoạn đang đợi ban đầu mình có quay ở ngoài nhà mình ấy, thời tiết Hà Nội hiện tại bây giờ nó lồm ẩm, độ ẩm không khí nó đạt đến 100% mất, nó cứ sương mù, nó cứ mây bay đi kinh khủng, đi đường chắc không tầm nhìn, không nhìn thấy gì luôn các bạn ạ. Mình có quay ra ngoài cánh đồng quê mình ấy, nó cứ trắng xóa luôn, nó như là mưa phùn ấy, nhưng không phải là mưa phùn các bạn ạ, nhưng mà nhà bây giờ mở cửa kính ra thì ướt hết trong nhà luôn các bạn ạ. Và có điều đặc biệt đây là không biết là có phải năm nay là năm nhuận 2 tháng 2 không, mà đến bây giờ là bọn đêm hôm qua mình có để ý, mình có nghe ấy, thì là mình nhà mình thì ra phía đằng sau ở ngoài cánh đồng mà. Nên là mình cứ mở hé cửa sổ mình nghe, ui rồi tiếng ếch tiếng nhái nó kêu âm ngoài đồng rồi. Nên là bọn ếch nhái nó đang ngủ đông dậy rồi hay sao ấy các bạn ạ. Bởi vì ở ngoài đồng là mọi người đang đổ ải rồi. Đổ ải là đổ như nào, là mọi người đã đang ngâm nước trong ruộng. Ngâm nước ở trong ruộng để mục đích là chuẩn bị sắp cấy. Cũng chưa phải là cấy đâu, mà mình mới để ý thấy mọi người ở quê mới bắt đầu mới tắp bùn lên, lấy bùn ấy, đắp ở lên bờ ấy, sau đó là để bắt đầu gieo mạ. Bây giờ quê mình họ chả gieo mạ theo kiểu là để nhổ như ngày xưa đâu, cả ruộng mạ đâu, mà họ gieo trong một diện tích nhỏ ấy, sau đó là gọi là mạ mê, xong đi cấy là toàn chậu thùng để mạ mê trong đấy, rồi cứ giật ra là đặt xuống dưới, kiểu như là mạ nó có cả đất đất bên trong rồi, nên cây mạ sẽ cấy nó không bị chết các bạn ạ, có cạn nước nó không bị chết. Bây giờ quê mình họ toàn cấy kiểu ý thôi, chứ không nhổ mạ, gieo mạ phải nhổ như ngày xưa nữa mọi người ạ. Thôi nhá, để bắt đầu tháo ra nhá. Thấy cái bạn này, bạn bảo là bạn cũng cạy ra, bạn cạy cái này ra như này thôi mọi người ạ. Bây giờ mình phải tìm cách mình tháo ra ốc, toàn ốc lục giác tháo rồi này, cũng thấy tháo ra rồi thì ốc nó mới nổi lên như này mọi người nhá. Tóm lại là phải có, bạn ấy đã không rõ là đem đi thợ đâu chưa, nhưng bây giờ mình thử tìm hiểu xem có sửa được cho bạn ấy không nhé. Và mình sẽ chia sẻ cho mọi người là vị trí hỏng hóc nó như nào. Còn bây giờ thì bắt đầu mình phải dừng máy quay để mình bắt đầu mở nó ra nhé. Mình nhìn thì biểu tượng cái chỗ này thì mình chưa rõ là cái gì, khả năng nó là cái đèn báo không. Ở đây nó có một cái gạt như này là chạy, kiểu chạy nhả. Đây là ập nhá, nó có biểu tượng ập này các bạn này. Sau đó là đây là mức 1, mức 2, mức 3 gì đấy các bạn nhá. Và cái này thì cái nút này thì ấn nó lên để nó nhả cái này lên trên để mở ra này. Nó có nhiều cốc khác nhau nhá. Đây là thấy người ta đang lắp cái cốc như này thôi, còn đây là mở ra này. Mở ra thì ở đây trong này nó có, sẽ có một cái công tắc. Công tắc không phải là cảm biến từ đâu các bạn ạ. Công tắc này để sẽ xác lập là đã lắp cối vào thì nó cho phép chạy đấy. Thì như bạn ấy bật đọc thông số thì nhấp nháy đèn đỏ như thế là do chưa lắp đúng vị trí các thứ. Thì mình nhìn ở đây có một cái công tắc này mọi người nhé, những chỗ khác không có, những cái chỗ này này đây, nên có giả lập là mình có thể lấy tay ấn vào đây để bật cho nó sẽ chạy được nhé mọi người nhé. Thì lắp cái cối vào thì như thế này này, đổ rất là xịn luôn mà nó cũng hỏng được này. Đấy, mình lắp vào đấy như thế là chặt nhá. Sau đó thì cái này thì cái này là cái khuấy cái gì đấy thì mình cũng không rõ, mình không dùng nó mà. Đấy, như thế đã ok này, rút ra này. Và nó là không phải đồ Nhật mà nó là đồ của Đức, Bose thương hiệu Đức này, thương hiệu gì ấy, thương hiệu châu Âu đi. Thì nó chạy 220 thì mình cứ cắm trực tiếp 220 nhá, thì cắm nó chả lên cái gì cả luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bật thử này, mức chạy, mức tốc độ chậm nhá. Đấy, nó nháy như này, bạn ấy bảo nó bị nháy nháy y như này này, nhưng mà xem cái mức nháy của nó là bao nhiêu, nháy liên tục như thế luôn các bạn ạ. Đó, đây chính là cái ban của nó nhá.
Còn bây giờ thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình tháo nó ra để xem mức độ hỏng hóc nó như thế nào, nó nháy như thế nào, nguyên nhân gì nhá. Thì như bạn ấy nói thì nguyên nhân thì là do cái xác nhận cái cảm biến cái này này. Thì trong quá trình người ta dùng ấy, người ta thấy bảo lắp chưa chuẩn thì nó cũng nháy đấy, sau lắp lại nó sẽ được. Thì mình cũng sẽ kiểm tra cái lệnh đường cảm biến này đi. Đi về đến chip vi xử lý nhá. Mà xem nó bị hẫng ở chỗ nào, bị đứt ở đoạn nào các bạn ạ. Thì đấy là một cái thông số để bắt đầu mình tìm an nhá. Và tháo nó ra là cả vấn đề, bây giờ phải tìm cách tháo nó ra nữa cơ các bạn ạ. Chẳng lẽ là trong quá trình nó vặn lên vặn xuống thì nó gãy sừ đây không? Nó đứt sừ dây đấy không? Vừa tháo cho mọi người khám phá nó một chút này, nó có cái lắp này lắp lại như là nó sẽ lắp một cái thiết bị gì đấy ở phía trên, mấy cái thiết bị kèm theo này các bạn nhỉ, phụ kiện kèm theo ấy, lắp phải quay phía trên các bạn ạ, vừa quay trên vừa quay dưới được các bạn nhé. Tháo mấy con ốc phía trên rất là lỏng, cái bạn ấy đã tháo rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn này, đây chính là ông motor đấy, và hình như là phía đường này là phía cái phía gì nữa đây, mở cái này ra là cái gì đây, cái này này lắp cho một cái thiết cái gì nữa này, hay là này quay quay khi bị ấy không, bị nghẹn không mình không rõ, hay lắp cái thiết bị cá, chắc là lắp cái gì vào đây nữa nhá mọi người nhá các bạn ạ. Như chúng ta sẽ thấy này, nó cũng chẳng có mạch điện tử gì nhiều, mỗi cái mạch này thôi các bạn ạ, mỗi cái mạch bé bé này thôi mọi người nhá. Thì đi xuống thì ở đây nó sẽ có cái công tắc gì và phía dưới nữa. Như vậy là phía dưới đáy này này, à còn dây nguồn phía dưới nữa cơ, mình thấy hai cái dây nguồn, dây này nên to tướng là dây nguồn rồi. Hiện tại nó màu trắng quá này, camera nó lấy nét cho mọi người, không cho mọi người rõ được. Đây mình cố zoom cái đoạn này đi, mình bật này thì mình không thấy tiếng dưa le đóng gì cả, bởi vì nó có dưa le như này mà mình thấy này, nó có dưa le này, nó có chi ắc này nhá. Thì chắc chắn là chi ắc sẽ kích ở tốc độ này mức 1 này, thì là cắt xung nhiều, cắt chu kỳ lưới điện nhiều nhất, mức 3, mức 4, mức 5, mức 6, mức 7 đấy. Chúng ta sẽ hiểu là cả chu kỳ nó sẽ cắt bớt đi để nó chạy tốc độ chậm lại nhá mọi người nhá. Hy vọng là motor không chết toi các bạn ạ. Nhưng mà sao cái đường này là cái đi vào như là cục chì vào motor nhỉ, đo thử nhỉ. Đôi khi motor hỏng nó không có cảm biến quay không, đưa về nó cũng bị không. Bật cái là sao nó nháy ngay thế được các bạn. Đo thử nhá. Không đứt đâu các bạn. Mà muốn đo được chuẩn nó thì phải rút nó ra như này cơ. Không đứt đâu các bạn nhá. Cảm giác đây là cái cục chì các bạn ạ. Để mình tìm tiếp nhá. Theo mình nhìn nhá, thì kết nối với cái trục xoay này với cái ở dưới này ấy, thì nó chỉ có hai dây to tướng này, thì mình đoán là hai dây AC 220 lên và một cái dây con nữa, dây đôi con này nữa, này đoán nó là cái cảm biến ở này là một hai, đó là cái đèn, nhưng mình nghĩ ngờ ấy, nó là liên quan đến đèn báo ở cái đời này nó hơn, ở cái chỗ này hơn này, hoặc cái gì đấy ở chỗ này, ở biểu tượng này này. Còn cái công tắc này mình đoán là công tắc của dây to đôi bự bự, nên do đó mình đang đo thử nhá. Thì mình kẹp con dây vào đây này. Đó. Sau đó mình đo cái bên này, một trong hai cái này nhá. Đấy, đã thông cái này rồi. Thì còn cái bên này nữa thôi. Cái bên này thì sẽ kẹp sang cái bên này. Đó thì nó cũng đã thông lên rồi. Thì như vậy là không phải à. Như vậy là dây AC lên trực tiếp trên đấy rồi, mọi người nhá. Hai dây AC đã lên trực tiếp trên này rồi. Thì đã có điện áp AC vào rồi thì nó mới sáng, nó mới nhấp nháy được cái này, chứ nếu mà không lắp cái cối này thì con nếu mà cắt ở đây sẽ không có điện, nên phân tích như thế là cũng không đúng. Như vậy là hai dây C trực trực tiếp đây rồi. Bây giờ là bắt đầu xem cái cảm biến nhá. Cái dây cảm biến thì mình thấy nó đi công tắc, gọi là công tắc đóng đóng nắp vào ấy, thì nó là cái này này nhá. Mình thử xem nào để xác nhận nó, mà mình đo đây nhá, không thông này, bắt đầu mình ấn nó này, mình ấn nó đây này, như vậy là nó cũng ngon các bạn nhá. Lại này, như vậy là mình không cần tháo ở dưới nữa. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái chỗ này không biết nó là cái gì các bạn ạ, nó có biểu tượng như này này, mọi người không nhìn được nhờ mình cố gắng quay zoom lại cho mọi người nhìn nhé, nó có biểu tượng như thế này này.
tắt điện thì khả năng mọi người sẽ nhìn được nó. Cái máy quay nó tự nó lấy nét ánh sáng đấy, nó có cái biểu tượng quay vòng như này mình cảm giác như là nó có đèn báo đây hay sao ấy các bạn ạ. Nhưng mà làm gì có dây kết nối trên đây đâu, còn cái ba cái dây nữa để xem nốt. Đá tét. Công tắc ở dưới không sao. Công tắc cữ là mở lên mở xuống cũng không sao. Quay về quanh quay về là cái bo này có vấn đề nên bây giờ là cần phải tháo ra các bạn ạ. Nhưng mà mình nhìn như là có vết nổ gì đây như này ấy nhỉ. Mọi người nhà sản xuất họ gây nổ à? Nổ như đánh lửa đây này. Thôi cứ kệ thôi các bạn ạ, để tiếp tục làm tiếp. Tháo ra rất là dễ nhưng mà cũng nói cho mọi người cách tháo như nào nhá. Thì nó kết nối với cụm ở dưới, ở cụm ở dưới là cái này này thì nó sẽ có bốn cái dây này nhá. Thì tháo bốn cái dây đấy, hai dây ở đây và dây ở vị trí này là cảm biến. Cái công tắc này này. Thì tháo ra lôi nó ra được cả cụm này ra. Khi lôi cụm này ra rồi thì nó sẽ vướng cái này. Cái này thì chúng ta sẽ có một cái vị trí đây này, chúng ta ấn nó xuống là chúng ta lôi cả cụm này ra được nhá. Đấy, lôi cả cụm này ra được. Khi chúng ta lôi được cụm ra thì chúng ta sẽ nhấc được cái này lên khỏi nó ở đây. Đó, sau đó chúng ta sẽ cầm ở vị trí này thôi. Chúng ta sẽ lưng nó lên. Lưng lên thì nó thoát khỏi được cái giữ ở đây này. Đó. Chỗ này này là chúng ta lôi được cái cụm này ra. Nhưng lôi được cái cụm này ra rồi mình nhìn hình như là đã bác này bạn này nói chung là ở nơi xa mà đem đến mình thì kiểu gì cũng mang thợ rồi. Nhưng mọi người ạ, mình thấy có họ đã hàn lại hết cái đoạn này này, cả chỗ này rồi này. Nha mọi người nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn nhá. Về phần cảm biến công tắc hành trình các thứ mình đã kiểm tra nó lỗi không, nó ok hết, không sao cả. Ở đây nó có con pic nhá, con IC lập trình nhá. Nó có bị biểu tượng chữ pic mình chả đọc bao nhiêu cả. Và chúng ta sẽ nhìn thấy con này khả năng là mạch hạ áp ra nguồn nuôi kích cho chi áp, nghĩa cho dưa le này là mạch không có IC gì đâu mà nó hạ áp trực tiếp bằng tụ điện. Mọi người ạ. Xong có DZ ghim này. Mọi người nhá. Nhưng ấy vì nó có chi ắc. Có chi ắc này để kích cái cấp nguồn cho động cơ ấy ở cả chu kỳ hay một nửa ấy, để ở mức mức 1 hay mức 9 hay mức 7 ấy thì kiểu gì con pic này, con IC vi xử lý này nó phải có nhận diện được điểm không của lưới điện, tức là ACS là nhận được điểm không là chu kỳ đấy, tần số lưới điện ấy. Các bạn ạ, do đó mình sẽ cần kiểm tra cái đường đấy là một nhá. Bởi vì lỗi cái đường đấy thì nó cũng sẽ không chạy được mà. Rồi trên này thì mình thấy có con quận City sao này. À không phải, quận L thôi, chặn thôi. Chúng ta sẽ nhìn quận động cơ của nó rất là đặc biệt nhé. À, nó như là động cơ chạy chổi quét thông thường ở chúng ta thôi. Có cái điều này là đây là stator này. Stator nối tiếp với rotor nhé. Stator tạo từ trường vòng tròn bên trong này. Sau đó là rotor sẽ được cũng được cấp thông qua chổi quét này. Nên cái vị trí này mà cắm nhầm nhau là cả vấn đề đấy. Mình tháo ra mình thấy họ cắm in như thế, mình cứ để nguyên thôi. Cắm nhầm là mình không biết được nào mà lần đâu mọi người ạ. Để nguyên nó như vậy. Bởi cắm nhầm hai cái này nhau lại. À không, cắm nhầm thì khi bật lên nó phải gằn lên chứ, chứ nó không thể nhấp nháy như thế các bạn ạ. Nó đang nhấp nháy như là bằng lỗi đâu đấy mọi người nhá. Rồi tiếp tục phá van xem có được không. AC này đi qua 274, 274 này tới cực B của con này. Nhìn thì giống ACS của con khác là BCE. Nhưng mà đo nó chả thông thì tưởng nó chết nhưng hóa ra nó lại chơi dùng sò trường với dã man. Đây này. BCE mình tháo mình để đây để mình đo thử đấy. Cứ tưởng là nó chết cơ mình đo này. Đấy. Đo chả thông gì cả. Nhưng mà cuối cùng phát hiện ra nó là sò trường nhá. Chúng ta sẽ đấy đo từ S sang D không thông này. Nó là sò trường kênh P. Đấy, đo từ S sang D không thông này. Bây giờ mình kích cực âm vào, kích điện áp âm vào cực G đó này. Đã kích này thì nó thông. Đó, kích cực dương vào này. Khóa như vậy là nó không chết. Củ chuối kinh khủng. Đó đấy con nó không thông cực B tưởng nó chết cơ. Hóa ra nó là sò trường, không chết, lại chuyển dụng cái khác. Sau một hồi lục lọi thì có khả năng đã tìm ra được nguyên nhân rồi. Các bạn ạ. Thì đầu tiên mình kiểm tra cái đường ACS trên này thấy không có lỗi nhá. Mình đã lắp con chan lại thôi và điện trở cái thứ linh kiện mình đã đo ok hết. Rồi tiếp theo mình lại thấy có một đường AC nó đi qua con điện trở này nữa, nó vào một chân con pic này. Ê, mình cũng kiểm tra con 1 mê này cũng không sao. Còn con 1 mê này thì lém bỏ được nhá. 1 mê này đấu song song với hai dây AC thì nó chỉ là lọc xung nhiễu thứ bỏ qua. Và cả con chặn này nữa cũng thế mọi người ạ.
Tiếp theo thì mình cũng kiểm tra con tụ hạ áp là tụ 0,47mm này, là tụ hạ áp ra nó ra sẽ ra một cái nguồn đầu tiên là 24V. Cụ thể mình đo thử là 26V để cấp cho dơ lè này. Sau đó nó mới đi qua tiếp tục nó mới hạ xuống còn 5V luôn lọc cho con tụ này này. Con tụ này là 50V 47mm là nguồn 20 đo được là 26V cho phần hút con hút nhá của dơ lè. Còn đâu con tụ này là 16V 220mm là lọc nguồn 5V cho con pích này nhá mọi người nhá. Thì mình kiểm tra mấy con 1 mê này cũng không sao. Rồi bên trong này nữa này, bên trong này là có con hand sensor để khi con này quay này thì bắt đầu là nó cái quả cái vòng này nó thông theo động lực nó đưa xuống nó làm cho cây nó quay, thì con hand sensor đấy sẽ nhận diện được. Con hand sensor nó nằm trên con cụ này nhá, để nó nhận diện được là bị chập tức là khi đang chạy mà bị kẹt chẳng hạn ấy, bị kẹt chỉ trong con MSU nó tính được là trong vòng bao nhiêu giây mà không thấy con hand sensor phản hồi về thì nó cũng báo lỗi, nó cũng sẽ nghỉ các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ nó phải quay được đã, nó phải cấp điện, nó ăn dòng quá cơ, nên do đó mà cũng không phải do nó các bạn ạ. Nhưng sau đó mình mới dò mạch mình thấy nha, chúng ta để ý con này nhá, mình đang nghi ngờ con này lỗi này, con to tướng này này, thì chúng ta sẽ nhìn này, nó sẽ đi lên cái dây xanh này nhá, là đi vào cuộn dây này, và lối tiếp của cuộn dây là chính là của lối tiếp cuộn dây của stator, sau đó là đi qua stator rồi lại lối tiếp qua cuộn dây của trong rotor nhá, qua chổi quét đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn nhá, đây là G này, G này, T1, T2, G nhá. Dòng chảy nó sẽ si có lệnh xung tại chân G, nó sẽ thông hai chiều này, nhưng mà thông cả chu kỳ hay là nửa chu kỳ hay là một phần chu kỳ thôi thì tương đương với là thôi là nó sẽ ở mức 1, mức 2 đến mức 7 chắc là nó mở cả chu kỳ nhá. Thì mình có đo thử thì con lệnh kích con này thì là con chan BGT ok. Còn hai con này liên quan đến mở cho con dơ le này thì nó lại sò trường, nó mới kinh các bạn ạ. Nhưng sau đó mình có thấy dòng chảy này, nó thông qua lệnh kích thì nó sẽ mở từ hai chiều nhau, nó sẽ đi qua cái con củ chuối này, này. Nó cũng có phản hồi đi đáp về đây này, không có một mê về này. Đấy các bạn nhá, kích nó cũng về nha, nó công nhận nó bảo vệ kinh lắm. Và cái con này thì mình cảm giác như là con cầu trì nhiệt, hoặc là con cầu trì, nó lứt sừ rồi các bạn ạ. Đấy, nó không thông gì nữa, mình đoán nó là cầu trì bởi vì nó là trên cái đường dây to bự mà các bạn nhá. Tóm lại là khi ok lệnh kích đã ra được cực G rồi, có thông hai chiều rồi, nhưng tới đây không đi qua motor, nhưng mà tại sao nó lại báo nhanh thế như này, nó phải một tí nó mới báo cơ, nên do đó mà không có dòng ăn gì cả, chỉ có dòng ăn của dòng kích thôi đấy các bạn ạ. Nó ăn có không phải mấy watt của phần kích thôi. Nên bây giờ sẽ tháo thử con này ra xem có đúng nó chết không nhá. Sửa chữa là phải mò mẫm, phải tìm được ra con chết chứ các bạn ạ. Nhưng mà phải biết đường, am hiểu về cái đường mạch điện. Mình ngồi mình mần mò mãi, chứ mình mà chết biết con này chết luôn thì mình làm gì, mình phải kiểm tra những cái con trên kia làm gì đâu các bạn nhé. Con này là con, để mình ghi xem nào. Như vậy là con này là con dơ le nhiệt. Nó ghi 115 nhỉ, 150 độ sao ấy. Để nó sẽ tách ra các bạn ạ, chúng ta sẽ thấy nó bị sùi một phát ở đây rồi này. Chúng ta sẽ thấy nó bị sùi một phát ở đây không? Tức là nó đã lổ rồi nhá mọi người nhá. Con này như vậy là nó là một con cầu trì nhiệt. Có lẽ là không biết là có phải 5A hay bao nhiêu A ấy. Và điện áp cái nhiệt độ nó là 115 độ C, 115C này. Bây giờ thì lối tắt nó sẽ chạy, nhưng mình sẽ cố gắng mình tìm thử một con nào dơ le nhiệt. Mình cũng để ở đây cho bạn ấy, để cho nó có bảo vệ được tí nào thì nó bảo vệ các bạn nhé. Để xem nó có con lành không. Cầu trì nhá, lỗ rồi. Đấy, cũng phải mò được ra con chết chứ. Và cái con chết thì chúng ta sẽ không nhìn được đâu, nó nằm như này. Không thể biết được là con gì, dò trên mạch mới đoán được đấy. Cái này kẹp coi như là đã nắp cối ở dưới nhá. Cái này kẹp coi như là xác định vị trí ở trên hay dưới. Đang cắm điện và bật thử này. Ấy, đã quay nha mọi người nha, đang chạy mức công suất nhỏ nhất mức 1 thôi, mức 2 này, mức 3 này. Tắt này. Đấy, ok nha. Tìm được ra nguyên nhân là nó sẽ chạy mà, nhưng mà cũng phải test thử như này. Nỡ nó lại cháy sơ cả động cơ thì nó mới cháy nó thì sao các bạn ạ. Và hiện tại mình đang lắp một con cầu trì 6A nhá. Đâu nhỉ? Ừ.
Cái vừa cầm nó đâu mất rồi? Cầu chì mình tháo đây này, 6,3. Bởi vì mình thấy con này công suất nó ghi 1000W, chả biết có đúng 1000W không, nó ghi như thế. Và con cầu chì này thì là cầu chì mình đoán đây là một con dơ le tự phục hồi. Các bạn ạ, khi nó chạy vào trong là nó nóng lên ấy, đến hơn 100 độ thì nó sẽ tách ra, nó nghỉ. Sau đó nguội nó đóng vào như nó đã lỗ rồi. Nha mọi người nhé. Và nằm ở vị trí này thì đáng lẽ cái con này mà nó nằm ở trong cái động cơ này thì nghe được là nó bảo vệ động cơ khi nóng quá. Nhưng nó nằm ở đây, nó nằm đây nó nhảy xa cái con chiếc này nó kích nó chả nóng vào động cơ đâu các bạn ạ. Nên do đó là mình không để ý thấy trên cái mây này là mình có khách. Mình nói tiếp nhá. Thì do đó mà mình cảm giác như là cái con này không cần cảm biến nhiệt độ các bạn ạ. Nó sẽ thêm một cái cầu chì là khi mà bị chập motor này, khi có sự cố thì cầu chì nó cháy, nó ngắt đi để cho nó an toàn. Và cái cầu chì này khi cháy đi thì nó sẽ lại nhấp nháy đèn đỏ như cũ nha mọi người nhé. Nên tí nữa mình cũng check thử xem là không có cái kia xem nó có nhấp nháy không. Còn bây giờ thì lại cẩn thận phải lắp lại hoàn thiện. Tháo ra là cả vấn đề lắp vào cũng cả là một vấn đề đấy các bạn ạ. Mình đã lắp hoàn thiện nó nhá. Cái này bạn ấy đã cạy, thì bạn và cạy nó vỡ hết rồi, tí nữa để dán dán keo cho bạn ấy thôi. Nhưng cứ bỏ ra để test thử đó. Ghim điện này. Thì bật nó chạy này. Thì nó nhấp nháy như cũ nhá, bởi vì là cái này là không 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 đóng, bây giờ đóng phát là đóng nó chả chạy đâu mà các bạn nhá. Nó phải về đã. Nó về mo đã. Ở đấy chưa về mo. Thì nó mới cho phép chạy. Đây mình ấn giữ này. Đó, ô có màn hình. Ô tài nhỉ. Mình tắt rồi. Ô như vậy là cái màn hình này nó hiển thị kiểu gì nhỉ? Như vậy là AC vào trong này chắc chắn là bên trong này là có mạch mạch tạo ra nguồn nuôi riêng cho cái phần màn hình này rồi. Mọi người ạ. Sau đó là nó có cái phần kiểm soát cảm biến dòng hay thế nào đấy, nó nhận diện được là chạy như nào để nó hiển thị giờ chạy các bạn nhé. Mình đang đoán là như vậy. Chứ thực ra mình vừa đo chỉ có 3 giây đi lên trên như thế mà. Đây là mở lên này. Nó có mấy cái kiểu mở cơ mà. Còn cả như này nữa này các bạn ạ. Mấy cái mức mà cái công tắc cữ ở đây nó là nhận này. Nó nhận nhận số gam hay gì, nó cảm biến kiểu gì mình cũng chả rõ. Giờ cho cái này vào test thử nhá. Cái ấy của nó đâu nhỉ? Chờ mình tìm cái đồ của nó. À đây 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 đây. Cái nguội. Ngoáy của nó này. Chả biết nắp kiểu gì nữa các bạn ạ. Ôi giời ơi. Dạ. Mở gì bà? Mở được bà, ấn xuống. Kéo ra. Tao bà gì? Chú cho tôi hỏi cái màn hình nhà tôi nó bị nước nó bắn vào nó có vạch vạch. Nó có vạch vạch. Chú bảo chắc là dùng chắc không không ổn rồi, thì chú bảo cái máy nó cũng lâu lâu rồi, cái máy 40 inch Samsung. Lâu lâu rồi thì chú bảo là thay màn hình có được không chú, hay phải mua cái khác gì? Thay màn hình nó đắt lắm bà, thôi cứ dùng tận dụng đi, sau mà bỏ mua tivi khác thôi bà. Thay màn hình giờ khoảng bao tiền chú? Cháu không thay nên cháu không biết bà nhé. Cháu có thay màn hình đâu. Vâng. Thử tiếp nha các bạn nhá. Đấy, nó ngoáy đấy, nó ngoáy hay chưa? Bập ba bập bênh. Mạnh hơn này, hơn nữa này. Đây là hết cỡ. Hết cỡ như chả có tải, nó ăn cho có hơn 100W thôi các bạn ạ. Nó chưa có tải mà. Tóm lại nó kích chi ác thì nó phải có nhận biết điểm zero của lưới điện mà mọi người nhá. Như vậy là ban cuối cùng của con này sau một hồi mình tìm hiểu thì nó liên quan hỏng này con. Mình đang đoán là con dơ le nhiệt nhá. Dơ le nhiệt tự phục hồi. Nhưng mà chắc là lại nói vui một cái, chắc là do linh kiện Bose là hàng thương hiệu có nổi tiếng nên chất lượng của nó rất là ok nên nó cũng chết các bạn ạ. Nên chất lượng của nó của linh kiện rất ok và nó đã chết các bạn nhá. Nên đôi khi chúng ta sẽ bảo ấy, nhiều khi ấy là chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua những cái thương hiệu đồ xịn đắt tiền đấy, nhưng mà cũng chưa biết được nó bền hay không đâu mọi người ạ. Và nó mới sinh ra thợ sửa
thợ mà không sửa thì bỏ đi rất là phí. Đấy, sau một hồi tìm thì đã tìm ra cái lỗi nhá. Mình thay tìm nó, sau đó mình cũng test thử, mình cũng chỉ lo lắng là do cái động cơ nó lỗi thôi. Mình còn nhìn kỹ động cơ đấy, mình còn vệ sinh lại cái chỗ quét cho nó đỡ bị xỉn gì ấy, cái chỗ cổ quét đấy. Mình thấy nó xỉn xỉn đấy, mình vệ sinh nó đấy, sợ là do nó chập bên trong nó sinh ra dòng ăn cao nó bị đấy các bạn ạ, các bạn nhá. Nhưng cái vấn đề mình vệ sinh như nào thì mình không quay cái đoạn ấy cho chúng ta tham khảo, nhưng mà mình nhìn thấy mình kiểm tra con này chết rồi, mình cũng nghi đấy, nghi là do nó động cơ nó lỗi đấy. Nhưng may mắn là như thế này chắc chắn là không phải động cơ lỗi rồi mọi người ạ. Thôi, video kết thúc đã ok. Chào tất cả các bạn.